Quảng Trị, một vùng đất hào hùng của dân tộc đã một thời là giới tuyến của hai miền Bắc Nam. Lịch sử của đất nước đã chọn nơi đây là điểm đối đầu quyết liệt giữa hai thế lực tiến bộ và phản động của loài người, giữa khát vọng thống nhất đoàn tụ và dã tâm chia cắt. Cuối cùng, chân lý đã thuộc về nhân dân Việt Nam, những người yêu Tổ quốc chân chính. Nhưng để có độc lập, tự do và thống nhất đất nước thì biết bao người con ưu tú đã ngã xuống, máu đào của họ tô thắm thêm lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Vì thế, có thể coi từng cánh đồng, từng quả đồi, từng con sông, con suối hay từng con đường góc phố trên đất Quảng Trị đều là một bảo tàng phong phú và sinh động nhất về chiến tranh của Việt Nam mà mỗi người chúng ta đều có thể tìm ra trong đó những giá trị lịch sử, văn hóa đích thực. Đứng trên cầu Hiền Lương hôm nay, ngắm lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên bầu trời tự do, tôi vô cùng tự hào, xúc động và bồi hồi nhớ về một thời đã qua. Sau ngày Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, dòng sông Bến Hải và cầu Hiền Lương từ chỗ giới tuyến quân sự tạm thời đã trở thành đường biên giới tuyến, là nỗi đau chia cắt của dân tộc, chia cắt nhân dân đôi bờ vốn xưa nay là máu thịt. Suốt 18 năm, từ năm 1954 đến năm 1972, nơi đây đã chứng kiến bao cảnh tang tóc đau thương nhưng cũng vô cùng oanh liệt. Để tìm hiểu giai đoạn lịch sử sông Bến Hải là giới tuyến tạm thời, chúng tôi mời ông Nguyễn Thanh Hà, nguyên đại tá, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đến cây cầu lịch sử này để nghe ông kể về những câu chuyện đấu tranh anh dũng của bộ đội biên phòng trong việc bảo vệ giới tuyến vào những năm tháng gay go quyết liệt nhất. Hiệp định Rơ-nghe 20 tháng 7 năm 54 được ký kết, thì tôi là một trong 100 anh em được Liên khu 4 và Công an Liên khu 4 điều về xây dựng cái đơn vị bảo vệ giới tuyến đầu tiên. Đứng về bờ Bắc thì nhìn cái cảnh đàn áp của Mỹ ngụy đối với bà con ruột thịt ở bờ Nam cũng nói riêng và miền Nam nói chung, máu chảy thì ruột mềm. Cho nên Công an vũ trang Vĩnh Linh đã tổ chức các cái đội trinh sát sang bờ Nam để hoạt động, để chia lửa với bà con ruột thịt của mình ở miền Nam. Cái con người mà phụ trách cái hệ thống loa dọc giới tuyến này để mà đả kích và nói xấu chế độ nổi lên là tên Trần Phương. Cho nên đồng bào Nam Bắc hai bờ giới tuyến cũng như cán bộ miền Nam rất là phẫn uất và đề nghị làm sao để mà giải quyết cái này. Thì chúng tôi qua nghiên cứu và thực hiện, anh em phải ngâm mình ở dưới nước cả đêm và mặc dầu trời rét, và thực hiện hành động nhất lúc đầu phát bệnh là lúc 23 giờ ngày 26 tháng 7 thì tiếng loa vừa chấm dứt thì tên Phương này là ra tắt máy nổ, thì vừa tranh thủ giữa ánh sáng và đêm tối nó không thấy gì nữa hết, thì chúng tôi lại hành động và cử đi và thanh toán được y và bịch được cái tiếng nói đó, cho nên đồng bào Nam Bắc rất là hạ dạ. Người công an giới tuyến khi xưa còn đưa chúng tôi đi thăm các cụm di tích lịch sử nổi tiếng một thời đã trở thành những ký ức khó phai mờ trong ông, như nhà Liên Hiệp, đồn công an giới tuyến, hệ thống lô cốt của Mỹ Diệm ở bờ Nam sông Bến Hải, tượng đài khát vọng thống nhất đất nước và hệ thống dàn loa 6.000 watt bờ Bắc sông Bến Hải.
Cầu Hiền Lương là biểu tượng trực tiếp của sự chia cắt Bắc Nam. Lẽ thường cầu làm chức năng nối liền thông suốt mạch máu giữa đôi bờ sông, thì đằng này chiếc cầu cũng bị chia đôi. Ai bước chân qua xem như dấn thân vào hiểm nguy. Tại sao cái cầu này lại sơn hai màu? Vào năm 1956, khi chính quyền Sài Gòn được thiết lập ở bên kia bờ Nam, thì chính phủ ở bờ Bắc mới có mong muốn rằng mặc dù ở bên kia thay đổi chế độ, thay đổi chính quyền, nhưng vẫn mong cây cầu này sẽ vẫn tồn tại và kết nối nhân dân đôi bờ Nam Bắc. Và để đảm bảo độ bền vững cho cây cầu, thì chính phủ ở bờ Bắc mới đề nghị chính phủ bờ Nam sơn cầu. Chính phủ bờ Nam thì không đồng ý với việc này. Tuy nhiên, chính phủ bờ Bắc vẫn quyết định sơn cầu và sơn nửa cầu bờ Bắc màu nâu đậm. Chính phủ bờ Nam thì không đồng ý với việc sơn cầu, nhưng khi thấy chính phủ bờ Bắc sơn cầu như vậy thì lại nảy ra ý định muốn chia cắt đất nước, muốn phân rõ ranh giới bằng màu sơn. Bởi vậy, chính phủ bờ Nam đã sơn nửa cầu còn lại màu xanh nước biển. Và theo như nguyện vọng của nhân dân đôi bờ, Nam Bắc một nhà, dân tộc Việt Nam là một, bởi vậy cây cầu phải có một màu thống nhất. Và khi bên kia sơn màu xanh nước biển như vậy thì bên này chính phủ bờ Bắc cũng sơn nửa cầu còn lại màu xanh nước biển. Và trong suốt 13 năm trời thì cây cầu này thay đổi màu sắc rất nhiều lần, từ màu nâu đậm, màu xanh nước biển, màu đỏ, màu vàng rồi quay trở lại màu nâu đậm. Câu chuyện sơn cầu Hiền Lương của người hướng dẫn viên thật thú vị. Nó không chỉ mang lại sự bền vững của cây cầu mà còn thể hiện sự khát vọng thống nhất đất nước của đồng bào hai miền Bắc Nam. Để giữ lại ký ức một thời, cây cầu mới được khôi phục vẫn giữ nguyên hai màu sơn như thời kỳ phân chia giới tuyến. Không chỉ có sơn cầu mà ngay cả việc treo cờ và thi cột cờ cao thấp giữa hai bờ Ta và Ngụy Quyền ở hai đầu cầu Hiền Lương cũng là những chuyện quốc gia đại sự. Chúng tôi đã gặp những người bảo vệ cờ và treo cờ trong tiểu đội 1, trung đội dân quân thôn Hiền Lương, xã Xuân Thành, Vĩnh Linh. Theo ông Đinh Như Quang, tiểu đội ông biên chế 12 người, 3 người đã hy sinh trong khi bảo vệ cờ, nay còn lại 9 người. Những năm tháng gay go ác liệt ấy, ngọn cờ là hồn thiêng của Tổ quốc, nên các chiến sĩ công an biên phòng giới tuyến cùng với dân quân thôn Hiền Lương đã sống chết vì lá cờ Tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến. Thưa ông, tại đây từ năm 1954 đến năm 1967, cuộc đua giành ưu thế chiều cao về cột cờ cũng như chiều rộng của lá cờ đã diễn ra như thế nào? Thời đó là cầu Hiền Lương là nơi lịch sử, là sau đó 2 năm là thống nhất, nhưng mà ông của Mỹ Ngụy là trù chia thành hai nước, cho nên là lời con như là lời của bác nói là nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, cho nên là có cột cờ Hiền Lương là cái biểu tượng của hai miền, mà nhân dân hai miền bao giờ cũng hướng về là cột cờ của Tổ quốc. Và trong những ngày ác liệt nhất, cả làng Hiền Lương này là các anh có thể là không còn một bụi tre, không còn một cây gì hết, sau đó là phải là chặt cây ở trên đất đỏ đem về để là treo cờ, rồi cột cờ đó nó đánh sập thì vào là những cái tre mà đứng thẳng, đứng còn dài là những cây phi lao hoặc cột điện, công an vũ trang ở đấy là treo lên là buộc vào đó, là nghĩa là cờ của trên tuyến đầu Tổ quốc này là những năm ác liệt nhất, chưa có ngày nào vang vọng, khi nào cờ vẫn kêu hẳn tung bay. Trong giai đoạn dựng cờ ấy, những ký ức sâu sắc nào đã để lại trong các ông? Là còn nói là khi mà có những lần là coi cờ là ở trên là khu công an vũ trang là chuyển về cho đây là với cái tổ đấy treo cờ, nhưng mà có những khi là cờ là vì nó đánh rất ấy, là chuyển về không kịp á, là những bà mẹ dân có nhu kích ở trong Nguyên á là hỏi mẹ chú ơi vá cờ có được không, thì các anh công an giờ trên này là công an vũ trang các anh nói là vá được. Có những bà mẹ đã về cả những ô chú kích đã là tích cực cả đêm vá cờ để sáng là coi cờ vẫn tung ra. Ông có cảm nhận như thế nào về cột cờ Hiền Lương ngày nay? Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân và thế giới ủng hộ, chúng ta đã giành được thắng lợi. Non sông thu về một mối, nhưng con sông bị nại, vị tuyến 17 không bao giờ là phai mờ. Đây là một ký ức sâu nặng của ta, thì mong rằng Đảng Nhà nước quan tâm. Vừa rồi tôi được cái thông tin là chính phủ đã có cái quyết định
về việc là công nhận cái di tích đôi bờ Hiền Lương và di tích Thành Cổ là cái di tích đặc biệt, thì mong rằng là nhà nước cũng cho xây dựng lại những cái điểm trên đôi bờ dưới tuyến từ cửa Tùng lên đến miền núi, để sau này muôn đời con cháu sau để nhớ cái này để mà giành được và giữ được. Đó là điều mong muốn nhất của tôi cũng như cán bộ chiến sĩ đã có mặt qua các thời kỳ bảo vệ giới tuyến. Xin cảm ơn ông. Đã một thời nỗi đau chia cắt đôi bờ Hiền Lương đi vào lịch sử như một chứng tích bi hùng trong hành trình chống Mỹ thống nhất tổ quốc của dân tộc ta. Biết bao nhiêu người vợ, người chồng sống trong cảnh chồng Bắc vợ Nam phải khốn đốn vì sự kìm kẹp o ép của kẻ thù. Đoàn làm phim chúng tôi gặp một người đã có 5 tháng sống trong hoàn cảnh như thế. Nhà tôi gần bờ sông nè, sông nước nè. Tôi thì làm việc với Bắc và với Nam. Sau ngày ký hiệp định Geneva 1954, ông Trần Ngọc Châu theo đoàn quân tập kết ra Bắc sông Bến Hải, được giao nhiệm vụ là công an giới tuyến. Vợ ông ở lại bờ Nam chờ ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước được quy định vào tháng 7 năm 1956. Nhưng sự thật lịch sử đã không diễn ra như vậy. Đế quốc Mỹ và bè lũ Tây Sai đã âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, muốn biến miền Nam thành quốc gia riêng lẻ, đối đầu với miền Bắc. Vì thế ông Châu và người vợ thân yêu của mình không được gần nhau. Ngày tiếp ngày, họ chỉ gặp nhau bằng những cái nhìn xa cách từ bờ Nam sang bờ Bắc hoặc ngược lại. Có ngày 3-4 lần không gọi được nhau, không nói được một lời yêu thương. Trong sự kìm kẹp của kẻ địch, người vợ cứ thế ngóng chồng suốt hơn 10 năm trời. Sau một trận đánh phá kìm kẹp của Mỹ Ngụy năm 1966, ông Châu đã đón được người vợ thân yêu của mình sang bờ Bắc sông Bến Hải. Từ đó, họ sinh được 2 người con, một gái, một trai, và đến nay đã có 2 cháu nội và 5 cháu ngoại. Người con trai của ông, anh Trần Ngọc Quý, cũng nối nghiệp theo cha. Hiện nay, anh cùng vợ đang là những cán bộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Chia tay với địa danh sông Bến Hải, cầu Hiền Lương và cột cờ giấy tuyến, đoàn làm phim chúng tôi tới thăm công trình địa đạo Vịnh Mốc. Ông Hoàng Văn Phụ, nguyên trung đội trưởng dân quân du kích thôn Vịnh Mốc, dẫn chúng tôi đi vào lòng địa đạo. Ông cho biết, nơi đây bộ đội và nhân dân ta đã sinh sống và hoạt động chiến đấu ngay trong lòng đất để đánh thắng kẻ thù. Từ những năm 1965 đến năm 1972, Vĩnh Linh bị máy bay và trọng pháo của Mỹ đánh phá liên tục suốt ngày đêm. Tổng cộng hơn nửa triệu tấn bom đạn của Mỹ đã trút xuống mảnh đất này. Để tồn tại được trên mảnh đất của mình, người Vĩnh Linh phải tựa vào lòng đất. Bằng những dụng cụ thô sơ, họ đã xẻ lòng đất thành đường hào chằng chịt mà đi lại. Phải đào sâu xuống đất thành những địa đạo mênh mông để ăn ở sinh hoạt. Quy trình đào một địa đạo được bắt đầu bằng một bản vẽ và sự đo đạc ước lượng trên mặt đất. Sau đó người ta chia ra khoảng 50 mét đào một giếng. Một tổ chừng 6 người bắt đầu khai phá vào lòng đất bằng đào giếng xuống độ sâu được ấn định. Rồi từ đó họ kiên nhẫn đào đường hầm tiến về phía nhau. Coi như là
bên đi đào qua, ở trên đi đào xuống, ở ngoài cái đoạn đào không là coi như chúng tôi là dùng cuốc xẻng đập, bên đi đập, bên kia đập để kiếm tai mà nghe, nghe phất phất phẳng phẳng thì cố gắng mà đào, đào rồi khi mà nghe hơi rõ rồi là tiếp tục là ở bên đi đào qua, ở ngoài đào bụng, ở bên đào lại thì sẽ trúng trúng nhau. Trong bóng đêm thâm trầm của lòng đất, những người đào đường hầm khát khao gặp nhau. Chúng tôi đã tìm gặp người chỉ huy công trình này, cựu trung tá, nguyên đồn trưởng đồn 140 bộ đội biên phòng, ông Lê Xuân Vi kể lại. Thế địch đánh phá từ Bắc vào Nam, dự kiến theo bờ biển thì ta đào từ Đông sang Tây. Đào Đông tới đây. Thì đào từ Đông sang Tây, đào như thế nào để nó đảm bảo tốt? Thì đào dưới lũy tre, cái đường đi rộng 2 mét, thì đào dưới cái lũy tre và tre nó có hai hàng tre hai bên nó tre phủ tất cả đất đai đổ lên đấy ngụy trang thì đào, tức là cử một cái tổ đào từ A đến B được 25 mét cho tổ nó ngừng lại, và tổ thứ hai đào từ B sang A rồi còn 25 mét nữa, thế nên cái tổ thứ hai á đào được 2-3 mét, anh ấy bảo tôi là chứ không được mấy nữa, chứ sai rồi, đào dài thì mà tại ra không gặp, không trùng nhau. Tôi cả cầu đào tôi 2 mét nữa là đến, 2 mét đến. Đấy, anh cứ chấm đấy, chấm cái địa điểm mà tôi nói đây này, cắm cái lệ vào bên vách chỉ đào này, anh đào theo 2 mét nữa đúng coi, thì đúng là đào 2 mét là chính xác. Anh em bảo là ủng ví cho thầy bói. Từ đó anh em đào tốt lắm. Và từ đó, một cuộc sống đã tồn tại suốt nhiều năm trong lòng đất. Sinh con, học hành, yêu thương, vui chơi, giải trí. Đã có 17 đứa trẻ được sinh ra trong lòng địa đạo Vịnh Mốc. Trong muôn vàn gian khó, vẫn vang lên tiếng cười nói của trẻ thơ như chứng minh cho sức sống trường tồn của con người nơi đây. Chúng tôi đã trao đổi với các du khách tham quan địa đạo. Đối với tôi thì đó là một điều thật bất ngờ với cả người làm ra cái địa đạo này cũng như những người sống ở trong địa đạo. Tôi thật là ngưỡng mộ đối với những người đã từng sống và chiến đấu ở đây. Tôi nghĩ là những người mẹ sống trong địa đạo này phải rất dũng cảm. Họ đã cố gắng sinh ra những em bé trong điều kiện khó khăn, dễ bị bệnh tật. Tôi có cảm nghĩ họ và những em bé phải rất cố gắng mới vượt qua được. Tôi rất khâm phục họ. Đoàn làm phim chúng tôi đã tới làng Vịnh Mốc để tìm hiểu về những người đã từng được sinh ra trong lòng địa đạo. Anh sinh ra trong địa đạo Vĩnh Mốc khi nào? Tôi sinh ra trong lòng địa đạo 1967 á. Tôi theo nghề đánh cá từ khi 15 tuổi á. Vừa học vừa làm đi theo bố đánh cá cho đến bây giờ hôm nay đấy. Anh thấy nghề này có phù hợp với anh không? Nghề này mình sống với biển là nghề này rất phù hợp. Có bữa là đi vào như thế là 50-60 cân, rồi là có bữa là 30-40 cân nữa. Một lần mà tôi đến những chỗ nơi sinh ra mình mới đi để đào á, là tôi cảm thấy là ngày xưa mà sinh ra đó nhưng mình cảm thấy rất khổ, mà nhưng bây giờ mình nghĩ lại hôm nay nhưng là rất hạnh phúc. Anh Truyền là một trong những người đại diện cho lứa tuổi của anh được sinh ra và lớn lên trong lòng địa đạo, chống lại sự hủy diệt tàn bạo của kẻ xâm lược. Với nghề đi biển đánh bắt hải sản, anh là người khỏe mạnh và đang từng ngày xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc trong bầu trời, vùng biển tự do của một đất nước độc lập thống nhất. Năm tháng đi qua, chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, song quá khứ hào hùng của quân và dân ta ở đôi bờ Hiền Lương và địa đạo Vịnh Mốc sẽ mãi mãi đi vào tiềm thức của dân tộc và bạn bè Nam Châu. Dòng Bến Hải, cầu Hiền Lương một thời đã là nỗi đau chia cắt đất nước. Bây giờ, vết thương đó đã được hàn gắn bởi màu xanh của sự sống. Vùng đất đôi bờ đang từng ngày một hồi sinh, vươn lên cùng cả nước.
di tích đôi bờ Hiền Lương và địa đạo Vịnh Mốc mãi mãi đi vào trang sử vẻ vang của dân tộc mà những người yêu du lịch khám phá mỗi khi về miền Trung khó có thể bỏ qua.